Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lên cho các bạn xem một lô sen nhập với nhiều bụi thụ mới và nhiều cây xịn sò giá cũng rẻ các bạn. Bạn nào không có thời gian xem video thì có thể lên trang web sendagiannghia.com xem mẫu và giá cho nhanh cũng được nha. Giờ thì mình sẽ đi giới thiệu từng mẫu ở đây cho các bạn xem luôn. Rồi đầu tiên ở đây là mình sẽ lên những cái combo miễn phí ship nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ có những cái combo mà gồm có những cây mà đa số là giống mới và cây nó cũng già nha các bạn. Chậu này thì kích thước hình như nó là 5 cm nha các bạn. Đây có những cây xịn sò như là đế này, red hot này, pha lê hồng này các bạn. Cây pha lê này sẽ lên màu cam cam hồng hồng nha. Nó còn lại mấy cây mới mới thì mình không biết tên các bạn. Đó, một chậu này thì tầm 5 cm và giá của combo 10 chậu này là 130.000 miễn phí vận chuyển nha các bạn. Đó, tính ra thì chỉ có 13k một cây thôi là các bạn đã có 10 cây sen đẹp xịn và được miễn phí vận chuyển rồi đó. Đó, khi các bạn mua thì mình sẽ chụp một số combo cho các bạn lựa nha. Đó, 130.000 cho combo 10 cây khác nhau miễn phí ship nha các bạn. Khi các bạn mua những cái cây bên này kèm với combo thì cũng được miễn phí ship chung luôn nha. Đó. Rồi qua bên đây là mình sẽ có Phật bà nè các bạn. Phật bà lâu lắm rồi mình mới về lại được. Ở đây thì có rất là nhiều mẫu khác nhau và đợt này nó cũng rẻ các bạn. Chỉ có 40.000 một chậu thôi. Nó đồng giá 40.000 một chậu các bạn. Bữa nay nó lên màu cũng rất là đẹp rồi nè. Nó có những cái cây một đầu đỏ này hoặc là bụi nhiều đầu tím nè các bạn. Đó, có rất là nhiều màu khác nhau đây, đồng giá 40k một cây nha. Đó, các bạn có thể inbox mình chụp hình cho các bạn lựa cũng được. Đó, mấy cái bụi này quá trời đầu mà to phun chậu đổ ra ngoài đúng không ạ? Đó, Phật bà mít 40.000 một cây. Rồi tiếp theo là mình sẽ có chim xanh nha các bạn. Chim xanh bữa nay mình sẽ về cái lô đa số là nó sẽ hai nhánh trở lên nha các bạn, hai nhánh và gốc rất là già thụ nè. Đó, nó lên cái gốc cao rồi các bạn và cái gốc nó chuyển sang màu kiểu nâu nâu đỏ đỏ rồi và cái cây già thụ thì nó cũng lên cái màu kiểu hồng hồng rồi các bạn. Đó, nó lên được màu hồng luôn rồi. Nó form búp đẹp rồi nha các bạn. Cây thì già thụ chim xanh này cũng rẻ các bạn, có 60.000 một chậu thôi. Đó là mình đã có được cái cây hai đầu đẹp thụ ngon lành như thế này. Bạn nào thích chơi thụ mini chơi cái này đúng bài luôn rồi đó. Rồi qua bên đây là mình sẽ có một lô đá tím giá rẻ nè các bạn. Đó, lô này là thụ một gốc nè các bạn. Đó, các bạn nhìn cái gốc này cũng rất là già luôn. Đó, đá tím thì cái loại này dễ trồng rồi, dễ trồng vào lên màu rất là đẹp nha. Nó vận chuyển thì nó có thể hơi xước lá một tí nhưng mà loại này nó ra lá rất là nhanh các bạn. Đó, nên là về các bạn chỉ cần dưỡng lại tầm một tháng thôi là nó đã đẹp lên rồi. Đó, loại này nó cũng có phấn ở ngoài các bạn. Đó, dễ trồng lớn nhanh. Đó, gốc này các bạn rất là đã luôn, 50.000 một cây thôi nha. Đó, 50.000 một chậu đá tím. Đó, nó cũng to các bạn. Nó cũng to mà già thụ nữa, dễ trồng luôn, ra giá rẻ nữa, 50k. Rồi còn tiếp theo ở đây là mình sẽ có hạt hồng các bạn. Hạt hồng nay mình về một lô cũng rẻ nè. Đó, mấy cây này cũng có gốc thụ bên trong rồi nè các bạn. Đó. Loại này thì nó có phấn thì khi vận chuyển thì sẽ lem phấn một tí nha. Cái này là điều chắc chắn không thể tránh khỏi rồi. Về thì mình sẽ dưỡng lại. Loại này có phấn và lên màu hồng đẹp, cây này nó cũng to các bạn. Đó. Chắc phải tầm 14-15 cm. Giá của một cây hạt hồng đợt này là 60k thôi nha. 60.000 cho một cây hạt hồng, quá rẻ luôn. Đó, sen đá xịn sò. Rồi tiếp theo là một giống mới nha bạn. Cây này thì mình chưa biết tên nữa. Đó, nó mọc theo kiểu bụi thụ nữa bạn. Lá thì kiểu ngắn và mập nha. Loại này là kiểu như hàng thuần ở bên vườn thì nó sẽ có giá thể phù hợp với xứ nóng rồi nên là về rất là dễ trồng luôn nha. Đó, các bạn có thể để nguyên chậu như này trồng cũng được hoặc là về thay đất mới cũng được nha. Đó, nói chung nó rất là dễ trồng rồi. Nó bụi thụ một gốc nha bạn. Loại này lên màu kiểu vàng cam nha. Đó, nó lên màu vàng cam. Đó, cây một gốc và nhiều đầu rất là to luôn. Đó, có nhiều cây con bên trong luôn các bạn. Một bụi loại mới này sẽ có giá là 230.000 nha. 230.000 cho bụi giống mới này. Như đợt trước mình cũng có về một lô mà giá nó tới 400 mấy rồi các bạn. Nó to hơn này một xíu mà nó 400 mấy mà đợt này có 200 mấy thôi, rẻ đi rất là nhiều rồi đấy. Đó. Cây rất là già nè, các bạn thấy là họ trồng bằng nhiều đá Masato các bạn. 230.000 cho một cây loại mới này. Bữa nay là trời nó bão không có nắng các bạn. Nhìn bên ngoài nó đẹp hơn nha. Ở bên trong video thì nó tối lắm. Đó. Màu bên ngoài là các bạn nhìn thấy nó đã hơn nhiều. Như đây có cây mặt trời va nè, nó mặt trời va này về cái bụi to nè các bạn, này như một gốc luôn nè các bạn. Đó. Cây như một gốc luôn và phía dưới nó để rất là nhiều nhánh con nè. Nó mặt trời va thì mình đã quay nhiều lần cho các bạn rồi. Nó cây này rất là đẹp luôn, dễ trồng mà nó lên được cái màu cam hồng đỏ vàng xanh, nói chung rất là nhiều màu lên trên một cây. Đó. Giá của bụi mặt trời va này là 130.000 nha các bạn.
nó 130.000 cho một bụi mặt trời ra nha. Đó. Rồi qua anh đây tiếp tục là một bụi xịn sò mới vậy nè các bạn. Cây này mình cũng chưa biết nó tên gì nữa. Nó lá của nó thì sẽ có rất là nhiều phấn các bạn, mà nó lên kiểu màu kiểu cam cam nè các bạn, nó lên màu cam. Đó. Gốc thì coi như siêu già nha các bạn, cây một gốc luôn nha. Nó loại này là cũng kiểu như là hàng thuần ở bên vườn rồi. Nó sẽ có rất là nhiều đá trong cái phần giá thể này. Đó. Cây thì các bạn thấy nè, góc nấy là nhánh nấy là rất là chất lượng luôn. Đó, cây còn một gốc nữa phía trong thì đẻ rất là nhiều cây con. Đó, loại này các bạn thấy không? Cái này nó hơi héo do vận chuyển các bạn. Khi mình tưới vào thì nó căng ra nữa nha. Đó, nó căng ra rất là đẹp luôn á, và nó cũng có phấn nhiều. Đó, mình trồng một thời gian nó đều phấn là coi như là siêu xịn luôn rồi các bạn. Đó, nhìn rất là đã luôn. Đó, mấy cây lên màu nhiều các bạn, lên màu cam cam đỏ đỏ này. Đó. Góc này các bạn thấy không? Đó, bụi mới này thì sẽ có giá là 230.000 các bạn. 230.000 cho một chậu mới này, bụi cũng to và nhiều đầu, quá trời đầu luôn, phun chậu lố ra ngoài. 230.000 nha. Rồi qua đây là mình sẽ có thạch bích đỏ mini nhé các bạn. Nó loại này thì nó sẽ có lá mini một tí và lên màu đỏ này. Nó cây một gốc nha các bạn, cây cũng già và một gốc. Đợt này cây to giá còn rẻ nha các bạn, 120.000 cho cây thạch bích đỏ mini này thôi. Đó, loại này mình thấy cũng dễ trồng các bạn. Dễ trồng, dễ phát triển. Đó, thạch bích đỏ mini 120.000 nha. Đó, gốc thì một gốc hết rồi các bạn. Gốc cũng rất là già rồi. 230.000 một cây. Lộn, 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là mình sẽ có tim thụ nha các bạn. Tim thụ bụi này, gốc siêu già luôn. Nó đợt này cái bụi to lắm các bạn mà thấy giá rẻ này. Nó bụi bự luôn. Cái bụi này như đợt trước bán 180 200 vậy mà đợt này nó có 130.000 nè các bạn. Đó, các bạn thấy rẻ cỡ nào rồi. Đang để nó hơi héo một tí để dễ vận chuyển nha. Đó, gốc thì nói chung là siêu già này. Đó, về tưới nước là nó căng ra lại thôi nha các bạn. Đó, cái này các bạn có thể để ý là cái lá của nó một nấc lá này là như kiểu một trái tim nên mình gọi sen tim đấy. Đó, tim thụ này là 200 lộ 130.000 nha. Nó rất là rẻ luôn trong lô lần này. Đó. Rồi qua đây là mình sẽ có bèo pháp hồng bụi nha các bạn. Đó, bữa nay về cái bụi rất là chất lượng luôn này. Đó, bụi nhiều đầu các bạn, đây đếm sơ sơ chắc cũng gần chục đầu rồi, to nhỏ luôn. Đó, cây một gốc nha các bạn. Đó, loại này form búp búp đẹp nè. Đó, này lên thêm cái chậu nó hơi đã luôn các bạn. Nó nhìn kiểu xanh mướt mát và lên màu hơi kiểu cam cam nha các bạn. Đó, cây một gốc luôn, rất là đẹp. Cây này giá là 80k nhưng mà cũng rẻ luôn cho cái bụi to nha. Đó, mấy bụi cũng rất là to nha các bạn. Giá có 80k thôi là đã có một bụi thụ xịn sò như thế này rồi. Đó, 80k một bụi nha. Rồi qua đây là mình sẽ có hạt cánh cam nhé các bạn. Đó, hạt cánh cam. Caret luôn nha. Cây này sẽ là đột biến caret nha các bạn. Đó, gốc thì cũng già rồi. Đây, những cây có mặt hoa nè các bạn. Đó, đang lên màu kiểu cam cam các bạn. Đó. Bụi giờ rất là xum xuê luôn nè, phun chậu rồi. Nói chung là chậu nào cũng to đẹp hết rồi. Giá là 150.000 nha các bạn. 150.000 cho cái bụi hạt cánh cam caret này. Nó bữa nay sen đá caret mình thấy giá cũng rẻ các bạn, nó cũng không lệch quá nhiều so với sen bình thường đâu. Ví dụ như là cái cây hạt cánh cam mà bình thường không caret đó thì như đợt trước mình bán cũng 120, 130 vậy á. Còn cây caret này thì bán 150 thì nó lệch cũng chả có bao nhiêu hết. Đó, mà lại được có cây đột biến luôn. 150.000 nha các bạn. Rồi qua đây là mình sẽ có một giống mới này, giống này cũng rất là đẹp nha các bạn. Lá nó kiểu ngắn ngắn mập nha các bạn, và sẽ lên màu hồng này, nó lên cái viền hồng các bạn. Càng lên màu thì cái viền nó lên sẽ càng đậm nha. Nó bụi này bụi một gốc cũng già thụ luôn này. Đó. Mọc quá trời nhịp đầu luôn, phun chậu lố ra ngoài nha các bạn. Đó. Và loại này mình thấy giá cũng rẻ, có 120.000 là các bạn đã có một cây già thụ như thế này rồi. Đó, 120k nha. Đó, cho một cây giống mới này. Ở đây mình có khoảng chục bụi các bạn. Rồi qua bên đây là một giống cũng rất là ngon lành này. Đó, này chắc sẽ nhiều bạn thích nè. Đây là cây hồng Hà Lan các bạn, hồng Hà Lan nhưng mà lên gốc thụ này, các bạn thấy không? Nhìn cái gốc nó đã chưa? Đó, cái gốc rất là già luôn các bạn. Và nó thường cái này nó lô này nó sẽ đẻ ra mấy nhánh các bạn, một cây này thường ba nhánh các bạn. Đó, có một cây này hai nhánh này,
Đây này, một nhánh thụ này, còn lại đa số là ba nhánh trở lên không các bạn. Thường nó là ba nhánh nha. Lô này mình thấy đó, các bạn thấy nè, ba nhánh. Đó, siêu thụ rồi. Đó, hồng Hà Lan biết trồng bao lâu mới lên được cái gốc mà già thụ như này mà nó còn đẻ ra nhánh này các bạn. Mà giá rẻ có 50.000 một cây thôi. 50.000 trong cây hồng Hà Lan thụ nha. Đó. Này về lên thêm cái chậu đẹp đẹp nữa là kiểu chơi thụ mini hết bài luôn đấy. Đó, rất là rẻ luôn, 50k. Rồi qua anh đây là thêm một giống mới vậy nha. Cây này mình chưa biết tên gì nữa. Nó lá nó kiểu nhỏ nhỏ các bạn. Và nó sẽ có phấn nha, có phấn nhiều trên lá. Và cây này lên gốc thụ rồi. Đó, các bạn nhìn gốc này rất là đã luôn. Đó. Loại này mình nghĩ nó sẽ lên được màu hồng hồng các bạn. Đó, lên màu tím tím hồng hồng nha. Nó gốc thì già thụ một gốc nha các bạn. Và giá cũng rẻ luôn, 50.000 một cây thôi nha. Nó 50.000 một cây. Cây thường thì nó sẽ có một đầu bự và thêm nhiều đầu nhỏ nữa nha các bạn. Đó. 50k một cây loại mới này nha. Đó, gốc thụ hết rồi các bạn thấy không? 50k thôi. Rồi, cuối cùng là mình sẽ có một cây cũng mới luôn, chưa biết tên nữa. Loại này thì nó sẽ có màu xanh và lên màu kiểu cam cam đỏ đỏ các bạn. Nó sẽ có cây một đầu và cây hai đầu nha. Nó có mấy cây thì nó sẽ tách ra làm hai đầu. À, loại này thì giá cũng rẻ luôn, 60.000 thôi nha. 60.000 cho cây này, cây này không biết tên gì nữa các bạn. Nó lên màu kiểu cũng xinh đấy. Cũng xinh mướt mát. Gốc già thụ nha các bạn, cây này gốc rất là già luôn. Nó nhìn nhỏ nhỏ thôi, có gốc bên trong mà cái lá nó che không biết các bạn thấy không. Chứ hồi mình có xả ra một cây mình lên chậu rồi. Đó thì gốc nó rất là già luôn nha. Đó. Cây mới này có giá 60.000 thôi. 60.000 một cây nha. Rồi, đó là những cây của ngày hôm nay. Các bạn đặt hàng cứ liên hệ vào Facebook, Zalo hoặc số điện thoại phía bên dưới nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau nhé. Xin chào.